Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh YouTube Bonsai Lan Nguyên của em ngày hôm nay nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lan Nguyên. Tiếp tục hôm nay cũng như mọi ngày nha bà con, hôm nay em cũng có một số tác phẩm để giao lưu báo giá bà con của mình nha. Qua số điện thoại của em 0772 877278 nha. Đầu tiên vô em xin giới thiệu mã số 1 dắt nha, đây là một tác phẩm mẹ quan âm. Đây bức tượng mẹ quan âm này thì cũng vài chục năm rồi nha bà con. Bà con mình quan hỷ nha, hôm nay mình gặp thì mình có duyên thì mình sưu tầm, mình thờ bả về thỉnh bả về mình cúng trong nhà nha, rất là tốt nha bà con. Chiều cao này em đo là 36 nha, còn hoành đế này là 50. Đây bà con mình xem đây này, bà con mình về trà đánh bóng vệ sinh lại nha. Cân nặng này là 4,5 kg nha bà con, 4,5 kg. Đây đây mặt đế đây bà con mình xem đây nha, hàng khá cũ rồi nha bà con. Đây, hàng này giao lưu bà con của mình nha, có giá là 3 triệu đồng nha bà con, 3 triệu đồng thôi nha. Đây nặng là 4,5 kg lần nha bà con. Đến với mã tiếp theo, mã số 2 dách. Đây một tác phẩm là một con cọp ôm túi tiền, ôm túi tiền vàng đó nha bà con. Đây cọp này là cọp đồng xu nha, rất là đẹp. Cân nặng 7,5 kg nha, cọp này nặng 7,5 kg, chất liệu bằng đồng nha bà con. Chiều cao này em đo là 29. Tổng hoành đế thế này là 78 nha. Đây bà con mình xem, rất là đẹp nha. Hàng này cũng qua thời gian 5 tháng trưng bày nha, nặng 7,5 kg, giao lưu bà con mình có giá là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu đồng. Đây bên trong vẫn còn hàng ba giới bên trong nha bà con. Đây 3,8 triệu nha. Mã tiếp theo, mã số 3 dách nha bà con. Một tác phẩm sông trầm con kỳ lân rất là đẹp luôn. Kỳ lân nó nhỏ nụ trên lưng đây nha. Sông trầm này thì cũng 2-30 năm nha bà con. Hàng này cũng qua tuổi đời hết nha, chất liệu bằng đồng. Chiều cao này em đo là khoảng 14 nha, còn quanh bụng thế này là 40. Đây đồng rất là tốt, rất lắm mịn, bà con mình nghe đây nha. Đây đây con mình xem đế đây nha, có mọc đế luôn. Đây giao lưu cho bà con của mình có giá là 1,6 triệu thôi nha, tặng kèm hộp trầm hương theo cho bà con của mình theo luôn, cho bà con mình đốt luôn nha. Rồi mã tiếp theo đến với mã số là 4 dách nha bà con. Đây là một cái bát nha, giống như một cấp nhang hay bát hương vậy nha bà con. Đây tích là ghi ở trên thân luôn nha. Chiều cao là khoảng 6 phân, đường kính miệng là 9 phân thôi. Đây bà con mình xem rất là đẹp, đồng rất là tốt luôn nha bà con. Chuyển đế đây, bên trong có một con kìm thừ ngậm đồng xu nha. Đây em gõ bà con mình nghe. Đây chất liệu đồng rất là tốt. Đây âm thanh rất chuẩn nha. Giao lưu bà con mình giá chỉ 600.000 thôi nha, 600.000 đồng. Rồi mã tiếp theo, mã số 5 dách. Em có một con ngựa mã đáo rất là to khủng luôn. Con mình xem rất là đẹp nha. Bà con mình sưu tầm về, mình trưng phong thủy trong nhà. Mang tính chất là làm mã đáo thành công là mang lên luôn nha bà con. Đây ngựa này có chiều cao em đo là 44 nha, chiều ngang cao lên thế này khoảng 42, hoành chân đế tổng là 69 nha bà con. Đây hàng này cũng qua thời gian 5 tháng trưng bày nha, nặng là trên 8 kg. Đây chiếc yếm của nó con vẫn còn gồng rất là đẹp. Đây nặng trên 8 kg lần nha bà con. Đây mặt bên dưới đây, đây con ngựa này hôm nay em giao lưu cho bà con mình nha, em sale bà con mình luôn nha, có giá là 5,6 triệu thôi. Đây 5,6 triệu đồng thôi nha, sale giảm giá cho bà con của mình luôn. Đưa cái đế lên trước luôn. Rồi mã tiếp theo, mã số 6 nha bà con. Đây lên lại đi. Đây em có một bộ đỉnh lư trái đào rất là đẹp. Đây đỉnh lư xưa, đây lư này á, là lư lư trái đào xưa nha, không lư trái đào. Đây bà con mình xem rất là đẹp, đỉnh kỳ lân. Đây đây bà con mình, hàng này tuổi đời từ 50-60 năm nha, bao bà con của mình luôn. Bà con của mình cứ về kiểm tra thoải mái nha. Đây hàng này thì chưa có vệ sinh đánh bóng lên, bà con mình lên trà rửa đánh bóng vệ sinh lên giùm em. Chiều cao tổng thể em đo luôn khoảng là 48, hoành tổng như thế này là 65. Đây cái đỉnh này không nặng là khoảng là gần 6 kg nha, tầm 5,5 kg đi. Đây bà con mình xem rất là đẹp nha. Đây cũng kỳ lân, hàng này về bà con mình trà đánh bóng lên nước đồng vàng xưa rất là đẹp nha bà con. Đây chưa hề vệ sinh luôn nha. Đây là cái đỉnh nha, cái đỉnh là 5,5 kg đi. Đây rồi đưa cái ấy lên. Đây cặp chân đèn nha bà con. Đây kèm theo là một cặp chân đèn theo bộ luôn nha. Cặp chân đèn là 3 kg. Đây như nguyên bộ này là tầm khoảng là 9 kg nha, 9 kg. Chiều cao này em đo là 39, đường kính cái mâm này là 21 đi nha. Đây hàng này đồng này thì bà con mình nhìn là mình biết rồi nha, hàng xưa chỉnh nha bà con. Đây nguyên bộ thế này tầm 9 kg nha. Đây cái giá cho bà con của mình luôn nha,
bao ship toàn quốc luôn, 5.200.000 đồng thôi nha, 5.200.000 bao bà con mình luôn nha. Và bà con mình chào đến bóng vệ sinh lên là bao đẹp luôn. Mã số 7 vách nha. Đây một cái ấm rất là đẹp luôn, chất liệu bằng đồng quay liền luôn nha, quay hình con rồng rất là đẹp. Cái ấm này nặng tầm khoảng 1.4 kg. Đây ấm này ấm là lông rồng, là rồng phụng nha. Chiều cao này em đo là 28, hoành bụng là 40. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây, đây đồng rất là thanh. Đây bên dưới là chuyện đế đây nha, nhìn con rồng. Giao lưu bà con mình chiếc ấm này có giá là 2.100.000 đồng nha, 2.100.000. Đây rất là đẹp nha bà con. Đến với mã tiếp theo, mã số là 8 vách. Em còn một cặp hạt chân đèn. Đây hạt chân đèn nha bà con, cặp này thì tầm nhỏ thôi. Chiều cao em đo khoảng là 45. Đây, quanh bụng này là tầm là 25 nha. Cặp này nặng là 3.8 kg đi, 3.8 kg nha bà con. Giao lưu bà con mình giá là 2.400.000 thôi nha, 2.400.000 đồng cho một cặp này nha. Rồi, đến với mã tiếp theo, mã số là 9 vách. Đây em có một cặp châu kim tiền rất là đẹp luôn. Con mình xem, chất liệu bằng đồng nha. Chiều cao là 7 phân, chiều dài thế này là tầm 16 nha bà con. Đây hai con đây nha. Đây hai con giống như bò cụng vậy nha bà con. Hai cặp này giao lưu bà con mình có giá là 1.200.000 nha, chất liệu là bằng đồng nha bà con. 1.200.000 một cặp nha. Chạy nhầm một con chỉ có 600.000 thôi nha bà con, cái giá rất là hữu nghị nha. Đến với mã tiếp theo số 10T. Đây bà con mình xem một cái đỉnh đó nha. Đây cái đỉnh là kỳ lân đập trái châu rất là đẹp luôn, tam lân. Đây mã số 10 vách. Đồng này là đồng ha, thời gian nha bà con, cũng xưa cũ nha, cân nặng 5.5 kg. Chiều cao này em đo tổng thể luôn là 36 đi. Còn hoành bụng như thế này là tầm là 59. Đây và bà con mình để trầm hương rồi mình đốt nha. Đây cái đỉnh này nhìn chứ xưa cổ lắm nha bà con. Đây để này nha. Giao lưu cho bà con mình nguyên bộ như thế này nha, giá là 4.700.000 nha. 4.700.000 nặng 5.5 kg nha bà con. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình nha. Mã tiếp theo số 11 vách, một tác phẩm là một con cá ngăn lông. Đây cá đã ngậm đồng xu nha, mình một sâu tiền luôn. Chiều cao này em đo là khoảng 18, chiều dài tổng thể là 39 nha. Còn cái hoành như thế này là 56 nha bà con, cá ngăn lông. Thường người ta cũng gọi là con cá rồng đó nha, cân nặng trên 4 kg. Đây chất liệu là bằng đồng nha, mình không thủy trong nhà. Đây. Giao lưu cho bà con của mình có giá là 2.600.000 nha. 2.600.000 đồng thôi. Mã số 12 vách. Đây một tác phẩm sông trầm, con kỳ lân rất đẹp luôn, nhìn cái mặt nó rất là dễ thương nha bà con. Đây. Chiều cao cái trầm này á là em đo khoảng tầm chừng 13 đi. Đây. 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 Còn cái đường kính miệng là tầm 7 phân nha. Cái này thì cũng nhỏ gọn vừa thôi bà con mình xem đây. Ba chân liền rất là đẹp nha bà con. Đây đỉnh kỳ lân đây nha. Cái này giao lưu bà con mình có giá là 600.000 nha, 600.000 đồng tặng kèm bà con mình theo một hộp trầm nụ trầm luôn nha, về cho bà con mình đốt thơm nhà thơm cửa luôn. Còn cái đỉnh trầm này á, là chim hoa rất là đẹp nha, hai bên là hai con chim và cái đỉnh của con chim luôn. Cái này cũng nó cũng sơ xích cái vừa rồi thôi. Đây bà con mình xem rất là đẹp nha, đỉnh là con chim. Bà con mình chốt có thì nhớ mã số giùm em nha và nhớ cái ký hiệu giùm em. Đây đỉnh con chim nha bà con, giá 600.000 bao ship toàn quốc nha, tặng thêm một hộp trầm cho bà con của mình theo luôn. Mã tiếp theo số 14 vách. Đây em có một cái tác phẩm này là một cái đồng hồ con cá rất đẹp, rất là độc đáo luôn. Đây chạy bằng cơ cót nha, mình treo lên là mang tính chất rất là đẹp, chân đề con rất đẹp nha bà con. Hết hết giờ hết chạy con cá ngưng, bà con mình dặn lên nó vẫn chạy bình thường nha. Chiều cao em đo khoảng 13, hoành thế này 27 nha. Đây con mình xem, đây con cá nó cứ chạy vòng quanh hoài nha, mình coi giờ là chỗ này. Đây cơ cót đây nha, đồng hồ chạy đây, chỉnh giờ dưới này nha bà con, về dặn cót nha. Giá là 1.800.000 nha, 1.800.000, chất liệu bằng đồng nha bà con. Mã tiếp theo, mã số này là 15 vách. Đây em có là còn 4 con, đây 4 con này, 14 con giáp gì nha, rất là đẹp. Bà con mình xem, bà con mình tuổi gì mình sưu tầm con nấy nha. À, đây, rất là hợp luôn. Đây là con rắn nha bà con rắn có chiều cao là 13. Đây, cái hoành đế như thế này là khoảng 30 đi. Đây, rắn giữ tiền nha bà con mình xem rất là đẹp nha. Con này là 800.000 nha, một con rắn thế này là 800.000. Đây là con rồng. Đây con rồng cũng tương đương thôi, giá cũng tương đương thôi, 800.000 nha, rồng cầm trái châu. Đây bà con mình xem, mấy con này nặng cũng tầm từ 1 kg tới 900 g trở lên nha. Và đây là con cọp. Đây, con mình xem, cọp rất là to nha. Đây, chuyển đế đây nha bà con. Mỗi một con là 800.000 nha. Và đây là một con dê. Đây bà con mình xem, dê rất là đẹp nha. Đây, chất liệu đồng. Đây nặng lắm nha bà con, nặng to nha, 800.000 thôi.
bao ship toàn quốc mỗi một con nha bà con. Mình chốt mã nào thì mình nhớ con đó giùm em nha. Đến với mã tiếp theo số 16 dắt tác phẩm cuối clip hôm nay là một bộ tranh gốm sứ rất là đẹp luôn. Tranh gốm này là tích chim hoa nha bà con, này là xuân hạ thu đông. Đây là xuân quý nha, và trên đây là chim hoa, con mình xem rất đẹp nha. Viền gỗ nha, chiều cao này em đó là khoảng là 120, chiều ngang một miếng là khoảng 38 nha. Con xem rất đẹp, tranh này là tranh của Tàu nha bà con, tranh Tàu hàng lành tích liền lạc hết nha. Tết nhất bà con mình treo lên tường, mình nướng này nhà rất là đẹp. Bà con mình muốn chùi dầu thêm chùi bóng lên nữa hơi rất là đẹp nha, những cái mặt gỗ này nha bà con. Cái này em chưa có vệ sinh, chưa có chùi nha, hàng lành tích liền lạc, chim hoa rất là đẹp, chim công nha. Bộ này giao lưu bà con, em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha, có giá là 7 triệu đồng bao ship cho bà con của mình luôn. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Em cũng xin mến chào bà con, mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe nha, và hẹn lại những clip tiếp theo. Kính chào và tạm biệt quý bà con nhé, hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.